Xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Và tiếp tục clip ngày hôm nay thì em đang lên một bộ vừa vang và mic đồng bộ với lại thương hiệu Party Hall, sản phẩm nội địa và dành riêng cho thị trường của nội địa Trung Quốc. Khi mà ghép vang số và mic như thế này thì thực sự là nó rất là hợp như cậu với mợ luôn các bạn, rất là hay. Dòng vang này thì Minh Vũ bán rất là nhiều rồi, cũng đã giới thiệu đến toàn thể các bác và anh em trong những video cách đây hàng mấy năm rồi. Với chất lượng thì được anh em đánh giá rất là cao. Đây mic đây, mic này rất là hay nhé mọi người nhé. Dòng này là dòng Beyer, nhưng mà cái hãng Party Hall nội địa này thì nó để cái tên, có nghĩa là mic này của công ty Beyer, nhưng mà cái hãng này là của hãng Party Hall nội địa các bác nhá. Dòng mic này ấy, thì với mức giá mới cũng không có rẻ đâu các bác, rất là cao. Chất tiếng của nó rất là hay nhá, em thử nhá. Hey, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10. Tiếng mic để rất là to, và khi mà alo ấy thì tiếng nó rất là lực, hiệu ứng effect echo gì vật con này thì không thể chê được, rất là hay. Nếu như các bác đam mê những dòng vang số thì trên thị trường có rất là nhiều dòng vang. Điển hình như hiện tại bây giờ những con dòng vang X12 Pro là dòng vang cao cấp nhất của hãng X, nó cũng rất là hay. Nhưng khi mà lựa chọn sang một dòng vang cao cấp hơn nữa mà lại là hàng bãi thì các bác nên lựa chọn con vang số Party Hall DK5000 bản nội địa. Những cái con mà bản nội địa như thế này thì cái chất tiếng của nó cũng hay hơn, tiếng echo dị vật nó hay hơn, tiếng nhạc, tiếng mic cũng vậy. Và đặc biệt là cái phần mềm của nó thì nó cũng chuyên nghiệp hơn và có nhiều tính năng hơn. Anh em mà chơi dòng vang này thì rất là hay. Mỗi một kênh của nó là đều riêng biệt, tổng cộng kênh mic là 8 kênh, kênh effect là 8 kênh và music cũng vậy. Đó, khi mà chúng ta gọi kênh ra thì gần như nó riêng biệt, nó không có chung đụng như những dòng vang khác. Khi chúng ta gọi kênh thì đồng loạt nó sẽ lên cả mic, nhạc, effect. Ví dụ các bác nhá, đây khi chúng ta gọi kênh thì chúng ta ấn vào đây, gọi sang effect 5 này. Đi 1 2 6. Đấy, cái này thiên về gì bật. Tiếng dành cho MC phát biểu. Effect 6. Đi 1 2 3. Đây là hiệu ứng Sister Echo. Đi 1 2 6. Minh Vũ cài đặt rất là nhiều, tổng cộng 8 kênh nhé. Những kênh khi mà chúng ta bật máy lên mặc định sẽ là effect 3. 1 2 6 7. Thì với cấu hình Minh Vũ cài đặt như này thì dành cho anh em mà không biết hát, hát cũng rất là hay nhé. Còn nếu như anh em mà hát chuyên nghiệp hơn nữa thì chúng ta chọn effect 4. Em sẽ hát thử một đoạn nhé. Những câu nói trên đôi môi, phải chẳng người trao cho riêng mình tôi. Dẫu đã biết em không hề yêu, nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Vì em lạnh lùng bằng giá, còn tôi còn tim thật thà. Đêm mình tôi ôm lòng đến những nhớ. Mic Minh Vũ để rất là to, cái tiếng mic của nó thì cũng rất là lực, mạnh. Cái này thì nó vừa echo vừa reverb, còn anh em mà hát thì chuyên nghiệp hơn thì chúng ta chuyển sang mode 4 này. Thì 6 7. Đấy, dòng này thì chuyên nghiệp hơn và hát cái cảm giác là nó đối với những người thích hát ấy thì người ta sẽ hát kiểu như thế này.
nó cảm giác như nó dễ hát hơn. Còn em thì em không không thích hát kiểu là lặp đi lặp lại nhiều. Nhưng mà với câu hình mình vừa cài đặt mút FX3 thì gần như là rất là hòa quyện với nhạc cũng như là tiếng echo dị vật của nó. Khi chúng ta gọi kênh thì kênh effect cũng vậy, mà cái kênh mic cũng vậy. Mic đây là mic 1, mic 2 thì nó sẽ chung với lại đây, khi các bác cắm thì các bác cắm vào mic 1 hoặc mic 2 nhé. Còn mic 3 là cái chế độ gần như là nó khi mà chúng ta cài đặt thì nó sẽ ở một luôn cái cấu hình, khi gọi mode nó không thay đổi trừ khi chúng ta ấn vào mic 3. Đấy. Đấy, khi chúng ta ấn mic 3 thì gọi mode nó mới thay đổi. Với cái đường music cũng vậy nhé các bác nhá. Đấy, đường music khi chúng ta ấn này nó cũng nhấp nháy như kiểu mình gọi effect, thì khi chúng ta ấn thì nó sẽ thay đổi này. Tổng cộng nó có 8 kênh. Đấy, anh em nhìn chưa? 8 kênh. Dòng vang này thì thứ nhất là nó sử dụng điện autovol. Đấy, nguồn điện áp là từ 90V đến 240V, nên khi chúng ta sử dụng chúng ta không lo cái vấn đề là điện yếu, là nó dễ bị hỏng nguồn như những dòng vang khác. Đặc biệt là những dòng vang X thì khi mà chúng ta sử dụng điện yếu lâu ngày thì nó hay bị hỏng nguồn, nó hay bị cháy nguồn. Nhưng đối với dòng vang này, đầu tiên là nó không sinh nhiệt những dòng vang kia, và nó không sử dụng quạt gió, nó cũng hạn chế cái vấn đề là bụi bẩn vào cái bên vỉ mạch. Nên khi các bác sử dụng những dòng vang này thì đối với dòng hàng bãi thì em khẳng định về cái chất lượng cũng như là cái mức độ bảo hành. Bảo hành cho các bác 6 tháng các bác nhé. Đó, bảo hành rất là dài hạn. Ngoài cái vấn đề 6 tháng bảo hành ra, trong quá trình các bác sử dụng mà nó có vấn đề gì thì em vẫn hỗ trợ để sửa chữa. Mặt đằng sau thì mình cũng đã giới thiệu các bác rồi, có cổng quang, có đường ao bông sen. Đó. Nói chung là tổng vang này thì không thể chê được các bạn. Rồi, clip này thì mình Vũ xin được phép kết thúc tại đây. Anh em có nhu cầu muốn đặt hàng cho mình những dòng vang số cao cấp, chất âm hay thì liên hệ ngay trực tiếp cho mình Vũ qua số máy 0976658815 hoặc 0925886859. Mic đây các bác nhé, mic 2 triệu một bộ, mức giá phải nói là rất là rẻ. Đó.